Ta nói lập cái kênh TikTok vẽ vời đâu đó, mình làm toàn cái gì không à? Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đảo Jeju theo bức ảnh này nha. Vẫn là thói quen cũ vẽ cái nền trước. Ở phía trên mọi người cho thêm màu xanh để nó có độ loang. Tiếp theo là tới cái núi, mình luôn sử dụng 3 sắc độ: sáng, trung và tối. Đậm nhạc hài hòa thì tranh mới đẹp được. Nên lột cái miếng băng keo ra để vẽ phần phía dưới. Tương tự với biển, cứ cho từng lớp màu chồng lên nhau. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tự khắc tụi nó sẽ đẹp. Mình cũng nhấn nhá thêm một vài mô đá màu đen và những con sóng trắng. Màu kem này sẽ là cát nha. Thay vì vẽ đá bằng màu, mình sẽ đắp nổi nó, đợi cho bột khô lại một tí xíu mình mới dùng màu chỉnh sửa lại các chi tiết sau. Các bạn thấy sao?